Tây Ban Nha đã tiếp tục trả lại Trung Quốc bộ kit xét nghiệm COVID-19 lỗi. Trung Quốc mới đây đã gửi cho Tây Ban Nha lô hàng thay thế là số dụng cụ xét nghiệm COVID-19 bị lỗi. Những lô hàng này tiếp tục cho kết quả không chính xác. Tây Ban Nha một lần nữa phải trả lại cho Trung Quốc và đang yêu cầu hoàn tiền cho toàn bộ đơn hàng. Lô hàng mới được công ty thẩm quyến BioEC Trung Quốc gửi để thay thế lô hàng trước đó gồm là 58.000 bộ dụng cụ xét nghiệm virus corona mà chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố là rất thiếu chính xác để chẩn đoán bệnh nhân nhiễm COVID-19. Theo tờ El Paris, thì các bộ xét nghiệm tiếp tục được phát hiện có vấn đề vì chúng không đủ nhạy cảm để phát hiện được virus. Vào hôm 22 tháng 4, thì Bộ Y tế Tây Ban Nha đã xác nhận đang yêu cầu phía công ty của BioEC hoàn tiền cho toàn bộ đơn hàng, gồm 640.000 bộ xét nghiệm. Hiện thì chưa rõ trị giá của lô hàng này là bao nhiêu tiền. Trước đó, cuối tháng 3, thì Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha là Salvador Illa cho biết nước này đã mua là 467 triệu Mỹ Kim vật tư y tế từ Trung Quốc, bao gồm 950 máy trợ thở, 5,5 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm, 11 triệu găng tay và hơn nửa tỷ khẩu trang. Trong khi đó, thì công ty thẩm quyến BioEC cho rằng các kết quả không chính xác có thể do là không lấy mẫu chuẩn hoặc là không sử dụng bộ kit một cách chính xác. Công ty này nói rằng họ đã không trao đổi đầy đủ với lại khách hàng về cách sử dụng cho bộ dụng cụ. Tây Ban Nha vẫn là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại châu Âu và trên thế giới. Tính đến ngày 23 tháng 4, thì nước này ghi nhận hơn là 213.000 ca nhiễm và ít nhất là 22.157 ca tử vong.